Em xin chào tất cả anh em nha. Em mới về được cái con máy Honda xách tay RX25. Em nhìn thấy nó còn đẹp quá anh em ơi. Máy này nó về giấc chiều nè. Về giấc chiều mấy đứa nó không có xúc bình xăng mà nó đổ xăng vô cái nó chạy luôn. Rồi em lên sóng em xịt dầu nó, em lên sóng cùng anh em mình ha. Rồi máy này tình trạng là em cũng nói thật sự với anh em là em cũng chưa thử nước luôn nha, bởi thấy nó đẹp quá. Rồi em cũng chưa thử nước nữa. Anh em nhìn tích đây nè, made in Japan bơm nè, em cũng chưa thử nước luôn, em thấy nó còn mới đẹp quá. Rồi mấy đứa cháu nó nói là con đổ xăng vô cái nó chạy luôn, máy rất là đẹp nè, bình xăng trắng tinh mà nó hơi dơ, hơi dơ. Cái máy này em thấy là cái hút 34 nè, xả 34, có chỗ này hồi nãy bị cấn mẻ hết miếng, nhưng mà chỗ này nó không có đáng kể nữa nè. Em thấy chỗ này nó không đáng kể, cái này bị cái răng nó còn sâu quá, răng nó còn sâu lắm. Tem mạc máy nè còn nguyên si, máy thì em nhìn thấy nó còn mới lắm nè. Cái này là hàng của Thái Lan, còn cái bơm này nó bơm của Nhật, cái này là hàng của Thái xuất Nhật. Bởi mấy hàng này là anh em xài rất là bền, mà này nó cũng hết xăng nè, hết xăng rồi nên. Cái này công tắc nó nằm ở đây, anh em nhớ lưu ý nha, công tắc nằm đây, anh em bẻ lên thì nó chạy, xuống là tắt. Cái này em thấy nó tôm gời nè, cái tôm này sau này dù anh em có lên mình xịt thì em nghĩ là mình thay cái chụp đít này với gắn cái bố vô, tôm gời là mình dễ lên mình xịt lắm nè. Em test hàng cho anh em mình coi thử nha. Cái này là chỉ đổ xăng vô chạy, mà mình muốn im hơn thì em nghĩ chắc phải xúc bình xăng lại quá, em nghĩ phải xúc bình xăng lại. Công tắc ở đây ha, bẻ lên là chạy, bẻ xuống là tắt. Cái này thích hợp đặc biệt cho anh em cũng như bà con cô bác nào mà có cái miếng vườn rồi cây kiểm á, mà dặn như nước mình tưới những cái máy lớn á, mà nó không có mình không đủ nước tưới á, thì anh em mua máy này nó tiện, con cái là mình đi tới đâu mình xách tới đó, nó rất là nhẹ. Cái này em nghĩ chắc tầm cỡ khoảng 6 đến 7 kg rồi, 6 đến 7 kg anh em, rất là tiện lợi. Mua rồi có thể là mình qua vụ tưới nước rồi mình lấy cái đầu máy nha, có lấy cái đầu máy rồi cái mình gắn vô cái bình xịt thuốc hoặc là máy phát cỏ. Nên chết lại cho anh em lần nữa nè, nếu anh em cần nào mà chốt được máy này thì mời em nhờ thợ em xúc bình xăng lại ha, phải xúc bình xăng lại anh em ơi. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha, cái máy này em bán cho anh em là 2 triệu, còn phí ship mấy anh em tính anh em là 50.000 nữa nha, 2 triệu 50.000. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em ha, 2 triệu 50.000, một cái Honda xách tay cực kỳ xịn sò luôn anh em ơi. Cái này anh em mua về xài rất là bền luôn, hàng của Thái. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em, cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều, chào tạm biệt anh em.